chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Hải Dương tổ chức hội nghị đánh giá chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Quế Châu. Du học nghề tại nước ngoài, hướng đi giúp người dân có thu nhập cao và bền vững. Sản xuất nhựa gây ô nhiễm môi trường khu dân cư tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn. Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Chiều nay tại thành phố Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh. Giai đoạn 2019-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nội dung hợp tác trên 8 lĩnh vực với 14 nội dung nhiệm vụ cụ thể toàn diện trên các lĩnh vực từ xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đến tăng cường hợp tác liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh. Qua đó đã đạt được một số kết quả có ý nghĩa tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của mỗi địa phương và có những đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước. Tuy nhiên, hoạt động hợp tác liên kết phát triển giữa hai tỉnh có một số hạn chế tồn tại, như các nội dung phối hợp chủ yếu là trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chưa có nhiều nội dung hợp tác có hiệu quả cao và kết quả cụ thể. Đối với phát triển liên vùng, chưa có cơ chế chính sách cụ thể về phối hợp và việc phối hợp còn bị động, chưa được thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân chủ yếu là giai đoạn vừa qua bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, nguồn lực của mỗi địa phương còn khó khăn, một số ngành chưa thực sự chủ động, tích cực cho công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hợp tác. Vì vậy, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai tỉnh. Nội dung hợp tác và phát triển giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030. Căn cứ tình hình thực tiễn và kết quả đạt được cho công tác phối hợp, triển khai liên kết hợp tác giữa hai tỉnh thời gian qua, đặt ra yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Hải Dương phải tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh thực hiện các nội dung phối hợp liên kết phát triển giữa hai tỉnh giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời xác định một số nội dung trọng tâm cần tập trung ưu tiên phối hợp giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đạt kết quả rõ nét, cụ thể làm điểm nhấn cho quan hệ phối hợp, liên kết hợp tác giữa hai tỉnh như về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Nội dung chính của hội nghị chúng tôi sẽ thông tin trong các chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự sinh hoạt chi bộ tại chi bộ thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Quế Châu. Cùng dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Chi bộ thôn Bình Dân hiện có 74 đảng viên chính thức, trong đó có 44 đảng viên đang sinh hoạt. Trong tháng 7, chi ủy chi bộ thôn Bình Dân đã giới thiệu hai quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tập trung vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thăm hỏi tặng quà nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tổ chức vận động nhân dân làm tốt việc gieo cấy và chăm sóc lúa mùa, vận động nhân dân lắp được 3 điểm phòng cháy chữa cháy và làm căn cước gắn chip định danh điện tử, triển khai các nội dung hoạt động hè cho thanh thiếu nhi. Các đảng viên trong chi bộ thảo luận thống nhất thông qua nghị quyết tháng 8 của chi bộ với những nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng một quần chúng, vận động các hộ dân lắp bình phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác quản lý đất đai, phòng chống lụt bão. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Bình Dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức sinh hoạt Đảng bảo đảm nghiêm túc đúng quy định của chi bộ và những ý kiến phát biểu đóng góp dân chủ xây dựng của các đảng viên. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa thông tin tới các đảng viên trong chi bộ một số kết quả cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới chi bộ tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là những đảng viên đi làm ăn xa, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Báo cáo các đồng chí, kẻ thù thì cũng chưa bao giờ thôi, chưa bao giờ ngừng trong cái việc mà dùng các cái thủ đoạn tấn công, gây mất uy tín đối với đảng, đối với chế độ, đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước. Cho nên là từng giây từng phút, dù bất cứ lúc nào, chúng ta cũng cần phải nâng cao cái khả năng tự miễn nhiễm trước các thông tin xấu độc, trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta, đồng thời cũng tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, trước hết là trong chi ủy của chúng ta, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy chế làm việc của chi bộ. Tôi đề nghị là chúng ta làm tốt rồi, nhưng mà chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa về việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, để gắn liền với cái việc lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề cụ thể đang đặt ra ở thôn của chúng ta. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Chúng ta rất cần có những đảng viên mới, và chúng ta phải duy trì những đảng viên có chất lượng, đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Thế nhưng mà chúng ta cũng không nên giữ trong đảng những đảng viên suy thoái, những đảng viên mà không còn đủ tư cách. Chúng ta cần những đảng viên đứng trong hàng ngũ đội hình của chúng ta, phải phát huy cái trí tuệ, phải tiên phong gương mẫu trong thực hiện các quy định của đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chi bộ thôn Bình Dân tích cực tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc chuyển hoạt động chăn nuôi trong khu dân cư ra khu chăn nuôi tập trung, trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng có các dự án đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là các dự án có thu hồi đất của tỉnh. Ngay thôn của chúng ta thôi cũng sẽ có những cái dự án lớn cần phải thu hồi đất. Rất mong cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là cán bộ đảng viên là người gương mẫu trong việc thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai, về tài chính, là gương mẫu đi đầu trong việc triển khai những cái chủ trương, chính sách của đảng và của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, trong vấn đề về thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là các cái dự án về có thu hồi đất của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chi bộ thôn Bình Dân cần tăng cường đẩy lùi các hành vi vi phạm về chính sách đất đai, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, không để ô nhiễm môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ thôn Đỉnh Cao, xã Đỉnh Cao, huyện Phú Cừ. Chi bộ thôn Đỉnh Cao hiện có 75 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của chi bộ trong tháng 7 năm 2023 về các lĩnh vực chỉ đạo phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác xây dựng đảng. Đồng thời, chi bộ đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023. Các đảng viên dự sinh hoạt đã sôi nổi thảo luận các nội dung chi bộ triển khai, đồng thời đề nghị chi bộ quan tâm hơn nữa trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đảm bảo thông thoáng hệ thống tiêu thoát nước trong mùa mưa bão để tránh ngập úng ở khu dân cư và ngoài đồng ruộng, tuyên truyền, kiểm tra các hộ dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường. Trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên mới. Vừa qua, tổ giám sát số 1, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng, tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2023. Huyện Tiên Lữ đã phát triển được trên 2.000 doanh nghiệp, tổ chức và cơ sở hoạt động ở các lĩnh vực như may mặc, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản, xây dựng và dịch vụ thương mại, thu hút và tạo việc làm thường xuyên cho trên 12.000 lao động. Một số doanh nghiệp chế biến nông sản áp dụng công nghệ cao trong sản xuất sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP.
với thành phố Hưng Yên, từ năm 2021 đến 2023 có trên 47.300 lao động có việc làm, đạt 99% số người ở độ tuổi lao động có việc làm. Trong đó, tỷ lệ lao động làm các ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và thương mại đạt gần 70%, với lĩnh vực nông nghiệp đã gắn với sản xuất sản phẩm hàng hóa. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến đề nghị các địa phương tích cực bám sát tình hình thực tế của tỉnh và khu vực, đặc biệt là biến động nhu cầu nguồn nhân lực tại hai địa phương để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên cũng như thanh niên trên địa bàn. Đặc biệt là chỉ đạo các cơ sở đào tạo bám sát hơn nữa với nhu cầu nhân lực để sẵn sàng cung cấp cho các khu và cụm công nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới. Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8 năm 2023, huyện Văn Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cụm 2 gồm các xã Nghĩa Trụ, Cửu Cao và Vĩnh Khúc. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Diễn tập diễn ra với đề mục chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, đan xen các cuộc họp vận hành cơ chế là phần thực binh với các tình huống thực hành đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin, thực hành huy động dân quân dự bị, thực binh di chuyển và xử trí tình huống đại đội dự bị động viên đánh địch đổ bộ đường không, khu vực giáp danh hai xã Nghĩa Trụ và Vĩnh Khúc. Trong quá trình diễn tập thực binh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và tài sản của nhân dân. Thông qua cuộc diễn tập lần này, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của các lực lượng vũ trang và ban ngành đoàn thể các xã trong việc xử lý tình huống thực hiện nhiệm vụ tác chiến cho khu vực phòng thủ. Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào vừa tổ chức hội nghị quán triệt việc chỉnh trang đô thị, trong đó bàn giải pháp cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. Thời gian qua ở một số xã phường tại thị xã Mỹ Hào xảy ra tình trạng người dân bị mất nước sinh hoạt, đặc biệt là những ngày nắng nóng gay gắt. Nguyên nhân là do công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ, kịp thời thi công đường giao thông, làm vỡ đường ống dẫn nước, việc chậm trễ khắc phục sự cố vỡ đường ống nước của các đơn vị cung cấp nước sạch. Tình trạng đào đường, chôn lấp đường nước cũng ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông và mỹ quan đô thị. Lãnh đạo thị xã Mỹ Hào yêu cầu thời gian tới giữa chủ đầu tư và các công trình nhà thầu thi công đường giao thông và đơn vị cung cấp nước sạch cần có sự phối hợp chặt chẽ, thi công đảm bảo theo quy hoạch và các tiêu chuẩn theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và đời sống nhân dân. Khi có các sự cố xảy ra, kịp thời khắc phục tình trạng mất nước, các ngành địa phương tiếp tục tạo thuận lợi cho công tác thi công, các công trình cũng như thi công hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp nước sạch, góp phần phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay du học nghề đang là con đường dành cho những ai có mong muốn ra nước ngoài học tập và làm việc lâu dài với thu nhập cao. Thời gian đào tạo ngắn và thực tế, chi phí thấp, thậm chí được miễn phí, khiến du học nghề ngày càng thu hút người học. Cơ hội này đang mở rộng hơn bao giờ hết với lao động trẻ Việt Nam tại các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Úc, Đức, Canada. Việc mất cân bằng các ngành nghề dẫn đến thiếu trầm trọng lao động có tay nghề ở một số ngành nghề, nên nhiều nước có nền kinh tế ổn định đang phải đẩy mạnh thu hút lao động trẻ có trình độ tay nghề bằng những chính sách ưu đãi theo con đường du học nghề. Với gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn làm việc, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn Việc làm Quốc tế GNS có địa điểm kinh doanh tư vấn du học tại số 12 Tây Thành, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Dịp này luôn có các bạn trẻ và phụ huynh đến tìm hiểu về du học nghề, nhất là du học nghề sang nước Úc. Năm 2018 thì em được biết đến GNS là một công ty tư vấn du học với các ngành nghề khá là hay như là du học kép của Đức, du học Hàn Quốc. Và sau khi tìm hiểu thì em và gia đình đã quyết định là cho em gái của em đi du học theo chương trình Tân Hướng Nam của chính phủ Đài Loan, tức là vừa du học vừa làm. Đợt này thì được biết là công ty đang có một cái chương trình du học Úc nó rất là hay, thì em đến đây để tìm hiểu và đăng ký cho bạn em trai út nhà em ạ. Cháu tìm hiểu trung tâm cũng có chương trình du học Úc thì cháu đến nhờ trung tâm giúp. Cháu thấy ở bên Úc này thì môi trường học tập làm việc tốt, tỷ lệ được định cư cao, môi trường sống thì thoải mái. Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn Việc làm Quốc tế GNS tại Hưng Yên là đại diện tuyển sinh của 5 trường cao đẳng, đại học tại Úc và có mối quan hệ với gần 300 trường trên toàn nước Úc, nên có thể tư vấn và hỗ trợ đăng ký vào bất kỳ trường nào tại Úc.
Với ưu điểm học đi đôi với hành, tham gia chương trình du học nghề ở Úc, người học sẽ bắt tay làm quen với công việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau đó người học sẽ được làm việc ngay tại chính doanh nghiệp mà mình thực tập, thậm chí là cơ hội định cư lâu dài. Năm nay chúng tôi xác định và tập trung cái mục tiêu vào cái du học nghề của Úc. Chương trình này có chính sách rất là mở, đó là chính phủ Úc đánh giá uy tín của Việt Nam đang đứng số 1, cho nên là cái việc chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập của các bậc phụ huynh là không cần thiết. Các bạn vừa học vừa làm, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các bạn đấy các thời gian học một cách hợp lý, ví dụ như là một tuần chỉ cần học 2-3 buổi, còn lại các bạn có thể đi làm thêm. Việt Nam hiện nay với chỉ số uy tín số 1 tại Úc, nên thủ tục về chứng minh tài chính và thu nhập của cha mẹ sinh viên được miễn. Lực lượng nhân viên bộ phận xét duyệt hồ sơ tại Đại sứ quán Úc được tăng cường nhằm tạo thuận lợi tối đa cũng như thời gian ngắn nhất cho công dân Việt Nam sang Úc học tập và làm việc. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn vận hành, khai thác dữ liệu, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản và bàn giao tài khoản cho một số đơn vị tham gia hệ thống thông tin điện tử hi.check.net.vn. Hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Hưng Yên có địa chỉ truy cập là http://hi.check.net.vn, được xây dựng đáp ứng theo yêu cầu quản lý ở cả chiều sâu và chiều rộng, đồng thời gắn với thời gian thực, đảm bảo tính bảo mật an toàn với 5 tầng phân cấp quản lý. Khi tham gia hệ thống, các doanh nghiệp trong tỉnh và người tiêu dùng kiểm tra được thông tin về nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm, chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu. Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên đã có hơn 256 doanh nghiệp với bộ mã truy xuất nguồn gốc của 865 sản phẩm. Các đại biểu đã được hướng dẫn các bước để vận hành các chức năng trên hệ thống truy xuất nguồn gốc hi.check.net.vn. 30 đơn vị tham gia hệ thống năm 2013 được bàn giao tài khoản. Nhân dịp này, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc đã tiến hành kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ một số sản phẩm nông sản thế mạnh của hai tỉnh. Thời gian gần đây, người dân ngõ chùa, thôn Khách, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm rất bức xúc về cơ sở sản xuất nhựa trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Cơ sở trên do ông Hoàng, người địa phương, là chủ và đã từng bị Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải hai lần lập biên bản yêu cầu không mở rộng, sớm di rời ra khỏi khu dân cư, nhưng ông Hoàng chưa chấp hành. Việc tập kết các sản phẩm từ nhựa bị loại bỏ từ khắp nơi mang về, xay nhỏ ra, rửa sạch để bán cho các cơ sở sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do sản xuất trong khu dân cư, ngoài xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, còn gây tiếng ồn và khí thải nồng nặc, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Việc tập kết các sản phẩm nhựa bị loại bỏ còn gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông và mất mỹ quan. Yêu cầu là gia đình thực hiện, chấp hành và cũng có thể di rời ra cái địa điểm khác để thực hiện tốt theo cái việc như là đảm bảo theo cái quy định của luật bảo vệ môi trường. Khi nếu mà gia đình mà không thực hiện đảm bảo đúng cam kết thì chúng tôi sẽ có cách xử lý theo quy định. Trong khi các địa phương ở huyện Văn Lâm đã và đang nỗ lực di rời các cơ sở sản xuất nhựa ra khỏi khu dân cư, do đó để đảm bảo môi trường bền vững, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải cần tuyên truyền vận động và có giải pháp sớm di rời hộ sản xuất nhựa nói trên ra khỏi địa bàn khu dân cư. Theo số liệu của Công an tỉnh, 7 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Hưng Yên đã kiểm tra, xử lý trên 2.660 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tổng số tiền phạt 13 tỷ đồng, tăng hơn so với cả năm 2022. Lực lượng chức năng tập trung xử lý vi phạm theo nhóm chuyên đề, người điều khiển vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, trong đó tài xế vi phạm về nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4mg trên lít khí thở, mức phạt cao nhất theo Nghị định 100/2019/NDCP của Chính phủ là 500 trường hợp. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp cùng Công an, các huyện, thị xã, thành phố và các tổ công tác đặc biệt tập trung tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container, xe chở quá tải trọng. Với đặc điểm tình hình trên tuyến quốc lộ 5 thì có rất là nhiều khu công nghiệp, trong đó thì tập trung rất nhiều công nhân, do đó thì tình trạng là người điều khiển phương tiện xe mô tô là công nhân của
các công ty trong khu công nghiệp vi phạm về nồng độ cồn có dấu hiệu gia tăng trở lại, thì chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng phương tiện để tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp và tăng cường xử lý các vi phạm. Qua đó thì cũng tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của các cán bộ công nhân viên của các công ty trong các khu công nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.